Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn công thức cắt một chiếc quần sock hay quần sock 3 ly. Đấy. Thì chúng ta có đường kẻ như sau. Chúng ta sẽ đường kẻ như sau. Mình sẽ gấp lại vào để cho các bạn dễ nhìn. Đây, và chúng ta sẽ có đường kẻ như thế này. Thì ta sẽ có đường như thế này. Dài quần là 40 này. Đấy, eo là 66 này. Mông là 90 này. Đấy. Thì ta có 3 số đo cơ bản này, thế này thôi, còn sock chỉ cần 3 số đo cơ bản như thế này thôi. Ừ. Còn sock thì chỉ cần 3 số đo cơ bản này thôi. Thì ta đo dài quần như bình thường này. Dài quần quần này cặp cao ngang eo hoặc là ngang rốn hoặc trên rốn, nên nâm ra chúng ta cắt chỗ ôm thì chúng ta vẽ luôn cả cạp đấy, vẽ luôn cả cạp ở đây, xong chúng ta cắt bỏ cạp đi. Dài quần 40, ok, ra đây 40, chúng ta để kẻ 40 cm, dài quần 40 này. Công thức hạ đúng quần sẽ là bằng 1/4 mông cộng 6, dao động từ 6 đến 7 xăng. Đấy, thì là 1/4 mông 90 là bằng 22,5. Đây các bạn đấy, 22,5. Các bạn cộng 6 cho mình. Đấy. Thì sẽ bằng là 22,5 cộng 6 bằng 28,5. Đây các bạn kẻ luôn. 28,5 làm đường hạ đúng quần. Làm đường hạ đúng quần thì công thức đúng quần là bằng 1/4 mông các bạn cộng với 1 các bạn cộng với cả da moi. Đấy, moi các bạn dao động từ 2 đến 3 xăng. Đấy, các bạn đừng làm quá 3 xăng, có công thức đấy nhưng mà nhiều khi nó quá 3 xăng. Quá 3 xăng thì nó sẽ không đẹp, vì cái quá 3 xăng thì nó chỉ dành cho quần nam thôi. Còn quần nữ thì từ 3 xăng đổ về đến 2 xăng, 2 cm. Đấy. Quá 3 xăng thì sẽ không đẹp, vì cái moi nó dài quá. Đấy, là nó sẽ không đẹp đối với quần nữ. Đấy. Bây giờ 1/4 mông là 22,5. 22,5 cộng 1 bằng 23,5. 23,5 ấy thì các bạn cộng 2,5 cho mình để cho tròn số. Bằng 25 cm. Đây các bạn kẻ 25 cm cho mình. Đấy. Các bạn ra 2/2. Một phần tư mông là một mông 90 là bằng mông 90 bằng 22,5. Các bạn lấy 22,5 này, các bạn cộng 1 này, các bạn cộng 2,5 cho mình. Đấy, tí nữa thì mình nhầm, thì là ra đây sẽ là bằng 26,5. Đấy, 26,5 các bạn. Hai ba phẩy năm cộng hai con rưỡi sẽ bằng 26. Hai mươi hai phẩy năm này cộng 1 bằng 23,5 này cộng 2,5 này chia 1 này 26 bằng 26 cm. Bạn chia đôi ra làm đường chính trung là bằng 13 cm. Đúng, 13 cm, các bạn kể đây 13 cm cho mình. Đúng.
Đấy. Các bạn 1 phần tư mông cộng 1 này, cộng 2,5 này. Ừ. Cộng 2,5 này. Thì là bằng 26. Đấy, thì sẽ bằng 26 xăng. Ừ. Thì các bạn đo đây 26 xăng. Ừ. Ừ. Xong. 26 xăng. Đây các bạn kẻ thẳng. Từ đây các bạn đo nó sẽ được là bao nhiêu? 10 phân rưỡi. Đấy, 10 phân rưỡi các bạn để lên trên này đây 10 phân rưỡi. 10 phân rưỡi các bạn giảm cục quần vào là 1 xăng. Giảm cục của quần vào 1 cm. Chỗ này là 1 cm. Đúng. Bây giờ bắt đầu vẽ ly. Thì bây giờ bắt đầu tôi vẽ bụng. Bụng bằng 1 phần 4 bụng. 1 phần 4 vòng bụng cộng với cả ly này. Đấy, thì ly đây 3 phân ly. À, 3 cái ly. Đấy, chúng ta 3 cái ly thì chúng ta làm mỗi ly 2 xăng thôi, 2 cm thì là bằng 6 phân ly, 6 cm ly. Thì là bụng bằng vòng bụng 66 rồi. 66 1 phần 4 vòng bụng là bằng 16,5. Chúng ta đo được 16,5. Đây 16,5 chúng ta cộng 3 phân ly là 6 phân. Đấy, đúng bằng cái điểm này. Đấy, 3 cái ly, 3 cái ly liền. Mỗi ly 2 cm. Đấy, chúng ta làm ly 2 cm. Đấy. Thì như thế này. Đúng bằng cái điểm này luôn. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu chúng ta vẽ ống. Thì ống quần ấy thì là từ từ cái phần trên này chúng ta giảm vào 2 cm. Đây là đo, chúng ta đo được 13 nhé. Dưới này cũng là 13, chúng ta giảm vào 2 cm này, vào 2 cm này. Đấy. 2 cm. Thì bên này chúng ta cũng phải giảm vào 2 cm. Chúng ta cũng giảm vào 2 cm. Và các bạn vẽ thẳng xuống. Thì đường sườn này các bạn vẽ kẻ thẳng là được. Thì lúc mà nào mà chúng ta may cái ly vào thì tự cái phần trên nó thu vào thì nó sẽ tạo thành một đường cong, tạo thành một đường cong của quần ở đây. Đấy, chúng ta may ly vào thì nó sẽ tạo cái này, cái cổ bụng nó thu vào thì nó sẽ tạo tự động tạo thành một đường cong ở đây. Nên lâm ra chúng ta không phải vẽ cong ở đây nữa mà chúng ta kẻ thẳng xuống đây. Đây. Kẻ thẳng xuống đây luôn. Và gấp gấu 4 phân. Đường may các bạn để 2 xong. Thì bây giờ đến lượt vẽ ly nhá. Vẽ ly chúng ta có 3 cái ly thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Đấy, 3 cái ly thì bạn vẽ 2 cái ly. Vẽ ly 2 phân, vẽ lên trước này. 1 cái ly 2 cm lên trước. 1 ly 2 cm lên trước. Bạn kẻ thẳng xuống. Đấy, ok chưa? Xong rồi đến lượt đến đây bắt đầu các bạn tính ra 13. 6,5 đây giữa đây thì chúng ta sẽ tính cái này chia ra làm 3 để tính ly. Đấy, chứ là chúng cái này chúng ta sẽ chia ra làm 3. Thì chỗ này là 2 ly mà thì chúng ta sẽ chia ra làm 3. Đấy. Đây 1 ly này. Đây 1 ly này. Đó. Đó. Chúng ta sẽ chia ra làm 3 phần. Đây ly đây xong đây sẽ là 2 xăng. Đó. Chúng ta kẻ xuống. Đó. Chỗ này chúng ta cách khoảng cách nó hơi nhiều. Đó. Chỗ này nó hơi mau thì đây chúng ta. Đây chúng ta sẽ lấy lên trên. Chúng ta sẽ lấy lên trên đây 1 phần rưỡi. Đó, chúng ta sẽ lấy lên trên đây 1 phần rưỡi. Đáng lẽ ra lấy bút bi vẽ xong rồi lấy kia thì nó sẽ chuẩn hơn 1 phần rưỡi. Đó, thì chúng ta sẽ đây. Và chúng ta sẽ vẽ đây. Thì 2 xăng ly nó sẽ nằm ở đây.
Đấy. Các bạn về sâu xuống thì chúng ta sẽ dễ nhận ra hơn. Đấy. Đấy. Chúng ta vẽ đường dài như này, thể hiện cái ly này, cái ly này nó dài như này để thể hiện ly. Đấy. Túi thì các bạn sẽ kẹp đây, kẹp 3 cm. Đấy, các bạn làm giảm dục cục của quần nhé, một cục quần phân rưỡi này. Đấy, các bạn làm một phân rưỡi cục của quần và các bạn kẻ. Đấy. Đấy, một rưỡi cục của quần. Xong đến các bạn vẽ moi quần. Moi quần thì các bạn có đường cong thì vẽ tốt, không thì các bạn vẽ tay cũng được. Bạn cứ kẻ cong này, vẽ vòng lên trên lại được. Đấy. Cách vẽ là như thế nào các bạn? Nối hai điểm này với nhau. Xong rồi các bạn kẻ chéo lên này. Là ra. Bắt đầu được vẽ cong được moi quần rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ từ đây các bạn sẽ cắt 3 phân cạc. Cạc này là cạc 3 cm thì chúng ta sẽ vẽ 3 cm, đều 3 cm này. Chúng ta sẽ vẽ 3 cm cạc. Mình sẽ tô vẽ lại, đây là ly nhá. Đấy. Cả 3 xăng này chúng ta sẽ cắt bỏ này. Đấy, chúng ta sẽ cắt bỏ đi. Cắt bỏ cả đi. Ly này mình sẽ đánh dấu mũi tên ở đây. Đấy. Quay về phía này. Để cho các bạn dễ nhìn. Đấy. Đánh dấu ly vào, quay các bạn sẽ nhìn rõ hơn. Ly rồi sẽ quay về phía bên này, quay về phía sườn. Thì từ đây các bạn xuống đây 4 phân cho mình, 4 cm cho mình. Và từ đây các bạn xuống tầm 15 cm cho mình. Làm miệng túi. Cái túi này là túi các bạn bổ cạnh. Túi các bạn may túi cạnh, túi sườn. Hút túi ở đây. Đấy. Thường thường các cái quần ba ly này là người ta làm túi sườn. Ít ai người ta làm túi chéo như thế này. Ít ai người ta làm túi chéo. Bên đây là túi sườn. Đấy. Nút tay vào đây. Như thế này là mình đã hướng dẫn xong các bạn thân trước của một chiếc quần sóc nhé. Đấy. Còn đường may thì các bạn đây một phân đường may. Đây là 0,7 đường may. Đường moi 0,7 đường may. Còn đâu cái đường vòng đũng thân trước là đường vòng đũng thân trước là 0,7 đường may. Đây các bạn, đây hai phần cắt cả lên trên. Các bạn đây là cộng một phân đường may. Đấy, chỗ này các bạn để chữ sườn. Vì sao bạn để chữ sườn đấy, tí nữa là các bạn cắt cái cặp này đi, các bạn làm cái cặp cong. Về quần nữ thì thường thường như cặp cao như thế này thì các bạn làm quật cặp cong thì sẽ ôm hơn. Thì bạn để chữ sườn đây này, để tí nữa dán cái sườn của thân sau vào đây. Đấy, để chuẩn, chứ không dán sườn thân sau các bạn lại dán nhầm sang phía trước thì rất là nguy hiểm. Thì là cái cặp nó không hình thành được. Đây, thế này là mình hướng dẫn xong các bạn thân trước nhé, thân trước của một chiếc quần quần nữ đấy, thân trước của chiếc quần sóc nữ. Bây giờ mình sẽ cắt thân sau. Bây giờ mình vừa mới cắt thân trước ra xong thì bây giờ mình sẽ sang dấu tất cả những cái đường, sang dấu tất cả các đường của thân trước này. Đó, đường vòng đũng này, đường gấu này,
Đường sườn này. Đấy, đường sườn này. Đó này. Đường cạp mà, đấy kể cả mà. Đây lên một đây một phân giới chân trước, các bạn dục của quần một phân giới thì các bạn lên một phân giới để các bạn vẽ đường sườn nào, sườn này. Đấy, các bạn vẽ xong đường sườn rồi nhá, đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ nhấc ra. Chúng ta sẽ nhấc ra. Đấy. Chúng ta sẽ nhấc ra và chúng ta sẽ vẽ lại. Đấy, từ đây các bạn xuống đây một phân. Các bạn xuống một phân đến một phân rưỡi nhá. Cái này cho mình xuống một phân thôi. Vì cái bút dạ này là nó bè nhiều, mình xuống một phân thì nó bè ra thành một phân hai là vừa. Thì các bạn từ đường hạ đúng một thân trước bạn xuống đây một phân. Và công thức của cái dưới này, của rộng ngang đáy này sẽ là bằng 1/4 mông các bạn cộng cho mình 2 cm. Các bạn cộng 1/10 mông. 1/10 mông. Đấy. 1/10 mông các bạn cộng cho mình 0.5. Vì cái quần 2 ly, cái quần 3 ly này thì người ta mặc hơi rộng rãi thoải mái tí nên các bạn cộng thêm 0.5 cho mình. Thì bây giờ 1/4 mông là 22.5. 22.5 thì các bạn cộng 2 là bằng 24.5. 1/10 mông của 5 là bằng 9 mông 90 là 9.5. 9.5 thì nó sẽ rơi vào tầm 24 cộng 9.5. Đấy. Là bằng 34. Đấy, là bằng 34. Thì bây giờ 34 thì các bạn vẽ 34 ra. Bạn đánh dấu vào 34 cm. 34 cm. 34 cm các bạn chia đôi ra. Ở mỗi bên bao nhiêu đấy, 17 phân. Đó, ok, mình mỗi bên 17 cm. Mỗi 17 cm. Cái nghề may này thì là bây giờ ấy, các bạn tính nhầm là các bạn có thể không tính nhầm được thì bạn dùng máy tính các bạn tính, dùng điện thoại các bạn tính. Đấy, nó rất là thuận tiện nên đâm ra có những bạn mà nghỉ học này, nghỉ học sớm này. Đấy, không được đi học đến nơi đến chốn thì các bạn vẫn có thể làm được. Vì sao? Vì chúng ta có máy tính, chúng ta hỗ trợ nhân chia cộng trừ. Là chúng ta hỗ trợ và chúng ta chỉ học riêng cái mỗi cái nhân chia cộng trừ thôi, và chúng ta sợ quên thì chúng ta dùng máy tính hoặc là dùng điện thoại chúng ta bấm ấy lại thì đều được cả. Đấy, nên đâm ra các bạn nghỉ học sớm hoặc là các bạn không có điều kiện đi học thì các bạn vẫn có thể theo được nghề may này. Đấy, cũng vẫn có thể, các bạn cũng vẫn có thể làm được thợ cắt, vẫn có thể cắt được quần áo về dép đầm, vẫn có thể cắt được quần áo. Đấy. Mong rằng các bạn cố gắng học và có tiếp thu. Thì đây chúng ta có cái này rồi, có đường chính trung rồi, đúng không? Thì bắt đầu chúng ta sẽ ấy, đây này, vòng chúng cái mình đánh dấu 1/10 mông cộng 5 ấy, mình đánh dấu mở ngoặc này ra để cho các bạn là chính là đường vào moi này, à vào ràng sau này, vào vòng đũng sau nhá, là bằng 1/10 mông cộng 5, mông 90 cộng 0.5, mông 90 cộng 0.5 là bằng 9.5. Đây 1/10 mông cộng 0.5 thì sẽ bằng 9.5. Đấy, mình đánh dấu đây để cho các bạn thấy nha. Thì các bạn đo ở đây là được 7.5 thì các bạn láng ra một nửa thì các bạn lấy 3-4 xăng chẳng hạn. Bạn lấy 3 xăng, có nhiều bạn lấy 2 xăng cũng được. Đấy. Độ chéo mông, nó càng chéo mông thì nó lấy về sườn càng nhiều. Đấy. Thì là sườn sẽ vào bằng 1/4 vòng bụng rồi. Các bạn cộng ly. Đấy, 1/4 vòng bụng là bằng cộng ra là 16.5.
các bạn cộng ly 3 xong phân ly cho mình. Đấy, cộng 3 phân ly thì nó ra tận đây. Đấy, ra tận đây. Đấy thì mình không muốn nó ra ngoài nhiều, đây nhiều quá. Nó thẳng, nó vẽ thẳng xuống đây và xuống đây nhiều quá thì mình muốn nó cong một tí. Thân sau nó cong một tí thì mình sẽ đẩy đẩy về phía trước này. Một phân. Đẩy về phía trước này một phân và mình kẻ xuống. Đẩy phía trước này một phân thì đây các bạn cũng đẩy vào đây một phân. Cái phần phần ở dưới phần ống quần ấy thì các bạn đấy, các bạn này, như thế này, phần ở ống quần thì nó hơi khác một chút là bạn đo cái đường chính chung này bao nhiêu thì các bạn cộng ra mỗi bên hai phân bấy nhiêu. Đấy, đây là 11 phân, 11 cm thì các bạn cộng 2, 11 cộng 2 là bằng 13, cộng 12. Đó, bên này cộng 2 là bằng 4. Đây 11 phân. Đấy, các bạn cộng 2. Nó lại hơi khác với cả thân trước một chút. Cái thân sau nó hơi khác với thân trước. Cái ống quần thân sau nó hơi khác ống quần thân trước một chút. Đó, là 13. Bên này là 2. Thì nó hơi cái chỗ này nó hơi vào một chút này, hơi vào đây này. Đó. Xử lý làm sao mà đây chỗ này nó hơi vào nhiều như thế này thì các bạn xử lý nhé, xử lý cho mình các bạn kẻ này. Cái chỗ này thì các bạn kẻ vẽ đây này. Các bạn kẻ vẽ đây nhé. Đó. Chỗ kia nó hơi vào nhiều quá mà thì các bạn kẻ vẽ đây. Chỗ này các bạn đánh ra ngoài một tí xong rồi các bạn lượn vào. Các bạn lượn vào thì nó chúng ta sẽ xử lý bằng cách là chúng ta đánh nệm vào đi. Chúng ta vẽ nệm vào một chút, thân sau cho các bạn vẽ nệm vào một chút. Các bạn bỏ phần ngoài đi. Thân sau chúng ta sẽ vẽ nệm vào một chút. Đó. Chúng ta vẽ nẹ ở cái phần này một chút đấy. Còn đâu cái điểm góc mông ở trên này ấy, từ đây lên là các bạn lên khoảng 7 phân đến 8 phân là đường góc mông nhé. Từ thân trước này 8 phân đường góc mông thì thân sau đường góc mông của các bạn là thành 9 phân rưỡi thì các bạn giảm đi các bạn giảm đi một phân mà thì thân sau các bạn 9 phân nhé. Chỗ này các bạn giảm đi một phân thì là các bạn thân sau cộng vào thì là đường góc mông, đường góc mông của thân sau. Đấy. Thì chúng ta sẽ vẽ điểm cong. Chúng ta sẽ vẽ đường cong này. Chúng ta sẽ vẽ đường cong này. Đấy. Có một số bạn ấy thì là nếu như quần short này là chúng ta sẽ không áp dụng theo như vẽ ống quần bình thường nhé. Có một số người nếu như rơi vào cái trường hợp này ấy, thì chúng ta các bạn một số bạn vẽ như bình thường như thế này, nhưng có một số trường hợp này ấy, thì các bạn có thể làm theo một cách là chúng ta giảm hai phân từ trên xuống dưới như thân trước. Đấy, để cho cái đường này đường lại mà nếu như các bạn cảm thấy nó không được ok cho lắm, các bạn vẽ ngược ở cong này các bạn cảm thấy nó áy náy một tí vì chỗ này các bạn vào là mình chỗ này là vào của mình là vào gần một phân rồi, thân sau các bạn vào gần một phân rồi. Bình thường như ra ấy, thì là người đường cong ấy, thì người ta chỉ vẽ thân trước vào thôi chứ thân sau ít khi vẽ vào đấy.
ít khi vẽ vào thì như thế thì là các bạn sẽ đẩy đẩy cái phần này ra ngoài này, để cho nó không bị ấy quá, nó không bị ấy quá. Đấy, thì các bạn vẽ thử trước này, vẽ thử bên này trước này. Các bạn nếu mà tính ra đây, các bạn từ đây ra đây khoảng 2 xăng. Bên đây khoảng 2 cm nhé. Đây là mình hướng dẫn các bạn để các bạn làm việc cho nó tốt hơn nhé. Đấy chứ như mình đấy. Đấy, như thế này các bạn sẽ vẽ đây. Đấy, các bạn sẽ vẽ vào đây. Rơi trường hợp này các bạn sẽ vẽ vào bên trong này. Đấy, rơi vào bên trong này thì là mình sẽ dùng cái bút khác. Bút khác mình vẽ lại. Các bạn xem. Đấy, các bạn vẽ này. Từ đây các bạn sẽ lên rông lên 2,5 để làm cửa quần. Hai phân rưỡi làm cửa quần và bạn ra đây 2 phân đúng không? Các bạn ra từ đây ra 2 phân thì các bạn phải vẽ lại cái đường gác mông, thì đạt của gác mông bằng 16,5 cộng ly 16,5 các bạn cộng ly 3 phân, bây giờ các bạn cộng ly 4 phân cho mình đấy, bằng 20,5. Đây các bạn để 20,5 đây, lấy đây làm 20,5. Đây, dưới mình dưới chúng ta gác đường gác mông. Chúng ta vẽ vào đây. Đấy, vẽ vào đây và chúng ta lấy đường ngoài này. Lấy đường ngoài này các bạn vẽ vào. Đường bên trong bỏ đi. Thì bắt đầu là các bạn 3 phân cạp thì các bạn cũng vẽ 3 phân cạp đây thôi. 3 phân cạp. 3 phân cạp đây, các bạn vẽ 3 phân cạp. 3 phân cạp và bắt đầu các bạn vẽ ly ở đây, ly 4 phân. Thì các bạn chia đôi ra lấy vẽ ly 4 phân. Thì 21, các bạn lấy 10,5 đây. Các bạn vẽ hơi check theo cái đường. Hơi check theo cái đường. Hơi check theo cái đường gác mông. Độ sâu ly các bạn tính từ cái phần cạp xuống đây 10 cm. Đó, 10 cm. 10 cm độ sâu. Đó. Thì chúng ta sẽ đây. Đây chúng ta cặp 4 phân ly, độ bên 2 phân là 4 phân ly. Ta vẽ đây. Đây mình đánh dấu vào đây. Đó. Chỗ này các bạn vẽ thẳng. Đó. Để chúng ta gấp nó vào, chúng ta tí nữa dán nó vào. Chỗ này phần này cắt bỏ. Chỗ này các bạn đây là sườn. Đấy, để dán bên sườn thân trước. Thế là mình đã hướng dẫn xong các bạn. Đấy, mình đã hướng dẫn xong các bạn công thức cắt một chiếc quần sóc nữ. Quần sóc nữ thì là quần sóc nữ thì nó hơi đặc biệt là các bạn phải ra bên ngoài bên này một chút. Đấy, trước đây mình vẽ như thế này. Nhưng mà nó cái ống này nó vào nhiều quá thì mình sẽ vẽ lui ra ngoài này. Nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra nhé để cho các bạn xem nhé. Nó rất là đẹp như thế nào. Được chưa? Các bạn thấy mình cắt ra chưa? Thì cái đường sườn này rất là... Bạn nhìn thế này nó rất là êm và không bị gãy này. Đấy, mình lật ngược lại cho các bạn để không... Đấy, các bạn nhìn nhé. Nó rất là ngon lành nhé. Không hề bị gãy nếu lật ngược ra lại này. Các bạn nhìn thấy chưa, nó không hề bị gãy thế nào. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn nhé, cạp nhé. Cạp cong luôn, thì cạp cong ở theo quần luôn. Thì các bạn sẽ cắt cái này ra. Cắt cạp ra. Đấy. Cắt cạp này ra. Đấy, và các bạn cũng sẽ cắt cái cạp này ra. Cắt cạp ra. Bây giờ mình đánh dấu sườn vào đây này thì nó không bị nhầm với bên này. Đấy, đây chỗ này đường gác mông. Đấy, chỗ này đường gác mông.
bạn nhìn thấy nhá, bình thường như thế này thì rất là đẹp luôn, nó như đấy nhìn này, đằng sau không được. Thì bắt đầu mình sẽ dán nó vào, mình sẽ dán nó vào. Đó, sườn mình sẽ dán sườn với sườn. Đây sườn đây, thì sườn đây thì mình phải đánh dấu là phần nào là dưới, phần nào là lên trên. Đi lên trên thì chúng ta đánh dấu mũi tên lên trên, đi lên trên chúng ta đánh dấu mũi tên lên trên trên. Đây sườn đây thì mình sẽ đánh dấu đây. Hai chúng ta sẽ dán sườn với nhau hoặc ngược lại dán sườn với nhau. Đấy, sườn với sườn dán vào với nhau. Đấy, và bắt đầu chúng ta sẽ ly các cái ly này chúng ta sẽ dán lại. Đấy, ly này chúng ta sẽ gấp và chúng ta sẽ dán lại. Đấy, là được một cái cạc cong và bạn sang lại, sang dấu lại ra một cái tờ giấy khác. Đấy, sau có một ly chúng ta dán vào với nhau. Phần trước, phần trước 3 ly chúng ta dán vào với nhau. Các bạn dán vào với nhau. Đây, giá nào nhau thì chúng